Rồi, chào mọi người đã quay trở lại với kênh bán hàng đồ nghề Nhật. Mọi người mua hàng liên hệ số điện thoại trên màn hình 0348308843. Rồi theo dõi kênh, bấm vô nút đăng ký để được cập nhật mấy cái video mới. Nên về mấy món đồ nghề ha. Ở đây có cái máy massage. Máy massage này nó bị hiếu hai cái tay nha mọi người. Với lại cái này nó chóc tí ha, nó rách tí, mặt dưới thì không sao. Nó xà của Nhật. Rồi một cái bình giữ nhiệt của Nhật ha. Bình giữ nhiệt Tiger của Nhật. Rồi cái đe nữa. Rồi hôm nay là cái video có mã số là 176 mọi người. Và đầu tiên giới thiệu cây hước kẹp. Cây hước kẹp Miyatoyo Nhật Bản sản xuất, còn khá đẹp luôn. Đây mũi nó còn ra khá là đẹp. Sắc nhọn luôn nha. Đây. Size là 150 mm, mã số 1, 550 ngàn. Rồi số 2 là cây bộ cưa sắt ha. Đây bộ cưa sắt của Nhật, đặc biệt cái càng này nó khá là dài cho mình cưa mấy cái đồ nó nhanh. Đây hai lưỡi thì mình mở này ra, hai cái chốt này. Nào cái này nó có thể siết vô cái lỗ của cái lưỡi cưa luôn nha. Đó, nó có chỗ nè. Hoặc là mình bắt ngoài cũng được, kẹp ngoài cũng được. Một bộ là đi kèm hai lưỡi mọi người, hai lưỡi cưa. Hai lưỡi của Nhật mới chưa sử dụng. Đây, có thể gắn kẹp như vậy nè. Cái này cưa ống nước rất là ok luôn. Rồi, bộ lưỡi cưa Nhật có mã số 2, 250 ngàn. Rồi tiếp theo là cái xẻng. Xẻng đa năng. Xẻng cuốc ha. Đây xếp gọn bỏ xe. Bỏ theo xe ô tô. Bỏ ba lô cũng được. Rồi. Kích thước.
nó dài khoảng 45 cm. Đây là thương hiệu con voi nha mọi người nè, thương hiệu của Nhật, con voi đây, con voi này. Mở ra mình dọc vặn cái này ra, đây có thể là mở một cái cuốc ra thôi đó, hoặc là mở cả cuốc và lưỡi, cái lưỡi xẻng. Rồi cán bằng sắt mọi người. Rồi cái cuốc này có mã số 3 nha, 750 ngàn. Số 4 là cái bình nước của Tiger, bình này Japan sản xuất, dung tích thằng này đựng được 0.6 lít nha. Đây, mã tiền Nhật Bản, có dây sắt luôn mà. Thử nước ok, thử đựng nước, nước nóng nước lạnh nha, nước sôi với nước đá luôn, ok. Tại bình nó còn quá đẹp mà. Đây mình lấy nước, mình nới nới cái nắp này ra, nó sẽ chạy nước đó, nới ra. Nó chạy theo cái hướng mũi tên luôn rồi, đây hàng mũi tên này. Ngoại hình thì nó chỉ cấn tí xíu đây mà, cấn mớp này. Còn lại là ok, đẹp đó. Rồi cái bình của Nhật này có mã số là số 4, 300 ngàn. Rồi số 5 là cái máy massage mọi người. Máy massage đây, nó có hai cấp độ nha, xài điện 100V, 30 đến 45W, hai cấp độ đó, nhanh chậm. Này công tắc rồi, để cắm điện thử. Xài điện 100V mọi người, đây tắt rồi. Rồi cái máy massage này có mã là số 5 nha, 650 ngàn. Tiếp theo số 7 là hai món này nha mọi người, một cái múc kem, đây múc kem này.
Mút kem này bằng inox, bằng inox của Nhật luôn đó, full inox luôn, nguyên cây. Rồi với một cái này là cái đập thịt thôi, đập thịt này nó bằng giống như nhôm mọi người, bằng nhôm đập thịt. Rồi hai món này bả là số 7 nha, bán hai món luôn nha, chỉ 150.000 mọi người, hai món 150.000. Rồi số 8, tiếp theo là một con dao đa năng của Nhật, đa năng, cái ngoại hình nó, cái vỏ nó mẻ tí đó. Còn lưỡi dao còn sắc bén này, lưỡi dao còn viên sắc bén. Rồi nó có mấy chức năng, cái này giống như cái nĩa, cái này khu bia nè, cái móc là cái móc gì mừng đó, nó có cái móc đó, 1, 2, 3, 4 chức năng rồi. Rồi đây là cái kéo luôn, rồi 5 tính năng đa năng ha, 5 tính năng trong một. Rồi rất là nhỏ gọn, 7.5 cm bằng ngón tay thôi. Mã số 8 nha, 100.000 thôi. Rồi số 9 là, tiếp theo là về cái cây, em về cái cây cắt ton ha, cắt ton dòng này có trợ lực, là nó cái trợ lực cắt rất là nó nhẹ tay em. Này là cái thương hiệu của Mỹ mọi người, Yota, Hooker Yota, cái này Mỹ. Để kiếm cái miếng con cắt thử. Rồi hết ton luôn rồi, còn cái miếng cũ nhỏ xíu. Đó, bấm rất là nhẹ luôn mọi người, to này nó rất dày luôn nha, to này dày lắm, tới 0.5 luôn đó. Rồi cắt vô cái cạnh đó, nó chèo đó. Đây, lưỡi nó còn còn zin theo thời gian, xài thì theo thời gian nó sẽ có mòn không mọi người nè, mà vẫn còn bén, vẫn còn cắt bình thường tốt. Đây đủ rơ rồi, đủ rơ gần như không có nha, đủ rơ nó không có, rất là cứng chắc, lưỡi nó lưỡi Mỹ mà, hàng nhút A mọi người. Rồi cắt to mã thứ 9 nha, 450 nha. Kích thước cây này là 25 cm nha. Rồi số 10, cục đen. Đây, ngoại hình nó như vậy nha, quay cho mọi người xem cho nó kỹ luôn nha. Rồi, khuyết đây nè, nó xài rồi nó khuyết đây nè, còn cái sừng này còn nguyên, cái sừng còn nguyên, đây là của Nhật, đây là đúc bằng sắt đúc ha, thép đúc, này viên nó có cái lỗ nha mọi người, rồi chuyên xài đe sẽ biết ha, cái lỗ này nó có sẵn, còn đây như nó khuyết rồi. Khuyết là lõm. Rồi kích thước rất là nhỏ nha, mini
10 cm. Đây này cân nặng là 550 g. Mã số 10 mọi người, 300 ngàn thôi. Rồi 11 cái cầu rễ thép trắng, cầu rễ dưới soi đất nè, thép trắng nè. Rồi cái thước 25 luôn. Mã số 11, 200 ngàn. 12 là cái khui rượu nha, khui rượu vang. Nó thiết kế rất là đẹp luôn, khui con cá luôn mọi người, con cá nè. Đó. Há họng ra nè. Rất là độc luôn nha. Đem ra khui rượu. Này cái bảo vệ lưỡi, mũi. Cái này là bằng inox ha, cầm nó rất là nặng tay. Đây bằng thép, thay thép xi. Phần này là nó không hít. Đấy coi, để em coi là cái chất liệu của nó đây. Này thép mọi người. Thép nó xi trắng. Còn đây không biết bằng cái gì nè. Không có hít. 500 nó không hít. Phần này 500 nó không hít. Phần giữa thì lò xo thì nó bằng thép. Đây cái cơ cấu nó sẽ có lò xo ha. Nó có cái lò xo ở đâu. Nó rút vô được. Rất là độc nha. Là gì đó, là gì là giống như cái thương hiệu. Rồi cái này có mã 12 nha, cái khui rượu mã 12 giá 300 ngàn, khui rượu con cá. Rồi cuối cùng đây. Rồi em sót cái mã này để giới thiệu cái mã này trước. Mã số 6 mọi người. Cái cọng dây này để đây sót. Đây là cái dây gàn đồ nha. Gàn đồ dài 4 mét. Cái dây gàn này là rút nhanh. Đặc biệt cái dây này ban đêm nó có ánh đèn vô nó sẽ dạ quang nha mọi người. Đèn chiếu nó dạo quang như mấy cái áo nó phản quang á, nó dạo quang phản quang gì đó, nhưng mà chiếu đèn vô là nó chiếu như cái áo phản quang á, áo công an giao thông thường mặc, có mặt ở ngoài mọi người, hoặc là mấy người vệ sinh đường á phản quang đó. Dây dài 4 mét ha. Đây là cái rút nhanh nha mọi người. Đó. Mọi người xài vậy ha. Nó như dây nịt mà tự động rút vậy đó. Nó tương tự vậy. Đây lùn vô. Rồi nó sẽ giữ lại ha. Đó mình kéo mình sẽ rút lại thì nó hâu lại, hâu hàng mình lại. Rồi nó sẽ cứng. Đó cơ cấu nó như vậy. Dụng mình chằng đồ lên, mình chằng đồ rồi. Đây cái hên nó có cái hình quả nè. Đó gàn đồ mọi người. Gàn đồ xe đạp. Rút lại. Đây, 80 kg nè, tải được 80 kg nha. Nó sức chịu tải nó 80 kg. Dây dài 4 m. 25 mm. Bản nó là 25 mm. Rồi dây này có mã là số 6 nha, 350 ngàn.
Rồi tới cái bánh xe nha. Là món cuối cùng mọi người. Này là về cái bánh xe SK đây. Bánh này rất là chất nha. Đây nó làm rất là cứng cáp mọi người. Cái đây là bốn bánh nha. Em bán bộ bốn bánh. Này em có giới thiệu trong mấy cái clip trước rồi mọi người. Nói chung là nó bộ bốn bánh nó có hai cái bánh nó có cái khóa, người bóp vô thì nó sẽ khóa lại. Tại này em rút vừa rút cho nó dễ dễ vận chuyển nè, rút sẵn nhỏ gọn nè. Chứ nó là bốn cái trong đây ha. Đây cái thước nó nè, chiều cao là 7.5, chiều ngang bánh là 2.5, gần 2.5. Bánh đường kính 5 phân. Rồi cái đế bát này là 5 cm này. Dài 6.5. Đó. Nó có bạc đạn nha mọi người. Bánh nhỏ thì nhỏ nhưng có bạc đạn hết nè. 1, 2 cái bạc đạn nè. Một cái bự xoay chà lên đây nữa. Đó. Rồi mã bánh xe là số 3 nha, 13 nha. 250.000 một bộ. Rồi em xin chào. Hẹn gặp lại trong video tiếp theo.